bạn thấy dưới biển đẹp không? Vậy mà các bạn cứ vứt rác xuống nước hoài. Mấy bạn biết không, trước khi trở thành người cá, Teun phải học làm người nhái đó. Vậy mà còn phải được quốc tế chứng nhận nữa. Chứ không có được tiến hóa nhanh chóng như các bạn bây giờ đâu. Alo, mua đuôi cá xong là được Teun chỉ cho bơi miễn phí để trở thành người cá. Nhưng đó cũng là đặc quyền của các bạn có duyên với Teun, nên đừng có ngại. Thành người cá rồi, giúp Teun bảo vệ môi trường lại là được. Còn chính thức bây giờ Teun không chỉ là người cá, mà đã được công nhận là thợ lặn chuyên nghiệp của Hiệp hội các huấn luyện viên lặn biển số 1 thế giới, BADI. Đây là tổ chức thợ lặn lớn nhất hành tinh. Nhiệm vụ của một người nhái chuyên nghiệp như Teun là bảo vệ các loài sinh vật sống ở dưới biển hay bảo trì các trang thiết bị được cài đặt dưới đáy biển với mức lương gần 1 triệu đô một năm. Còn làm người nhái nghiệp dư bên du lịch hay cứu hộ thì nhiều lắm vài chục ngàn đô thôi. Nhưng Teun không có thời gian để làm mấy chuyện này. Vì cứu thú ở trên bờ còn chưa xong, đang giúp mấy bạn nhỏ ở Việt Nam trở thành người cá nữa, thì giờ đâu mà làm những việc liên quan đến người nhái. Nhưng mấy bạn đã gieo duyên với Teun rồi thì muốn trở thành người nhái đẳng cấp thế giới, người cá bảo vệ môi trường hay tiên cá biết tất cả gì đó, Teun cũng có thể hỗ trợ được. Với kinh nghiệm bơi lội của Teun bây giờ còn nhiều hơn việc ăn chơi ngủ nghỉ nữa. Teun đã vượt xa mấy cái con gọi là kình ngư rồi. Vậy mà có nhiều nơi dám rủ Teun bơi đua thi đấu vài trăm mét mới ghê chứ. Đối với bạn là thử thách lớn, nhưng với Teun nó dễ còn hơn mỉm cười. Nên có chương trình gì mà bơi lội liên tục 6 tiếng đồng hồ hay nín thở hơn 5 phút dưới nước thì rủ rê. Còn giờ để yên cho Teun rảnh rỗi thời gian giúp mấy bạn nhỏ trở thành người cá thấy có lý hơn, làm mấy chuyện tào lao phí sức khỏe. Bơi đua hơn thua chứng tỏ với người ta làm cái gì. Hay sắp tới đây Teun tham gia cái hoạt động bơi vì cộng đồng ở Mỹ, thì cái đó là Teun sẽ bơi vì môi trường, biển, thiên nhiên và động vật ở Việt Nam. Thì Teun thích tham gia các hoạt động cộng đồng hơn, chứ đi thi đấu này kia bị ép ăn, ép uống, rồi ép bức cơ thể làm việc hết công sức như vậy, tiêu hao năng lượng sống dữ lắm, dễ bị chết sớm nữa. Lạng quạng là bị liệt luôn á. Bởi vì Teun không bao giờ thích thi đấu chứng tỏ với ai cả. Và các bạn trở thành người cá cũng như vậy, không được chứng tỏ bản thân của mình với người ta, nghe chưa các em. Các em nhỏ được Teun đang hướng dẫn trở thành người cá tương lai đó, chắc chắn là các em sẽ bơi nhanh hơn tất cả mọi người, chắc chắn là các em sẽ nín thở lâu hơn họ, chắc chắn là các em sẽ có trí tuệ và khỏe mạnh hơn bất kỳ ai chưa từng được Teun truyền thụ cho những kinh nghiệm trở thành người cá. Và chắc chắn hơn nữa là cả cuộc đời của em không bao giờ cần phải suy nghĩ đến việc tiền bạc, vì em có sức khỏe, có trí tuệ là em có tất cả rồi. Nhiệm vụ chính của các em khi trở thành người cá rồi thì phải giúp Teun bảo vệ thiên nhiên, động vật, kêu gọi bảo vệ môi trường, rồi giúp đỡ lại cho các bạn người thường khác trở thành người cá giống như các em. Người cá là luôn quan tâm lẫn nhau, không có sự phân biệt ganh ghét, không chứng tỏ bản thân của mình với người thường. Nhưng mà mình phải khỏe mạnh để sáng suốt, hiểu không? Kẻ thù lớn nhất của mình là bản thân, nên phải chiến thắng mình chứ không cần phải chiến thắng ai cả. Cảm ơn các bạn nha.